Dự báo thời tiết hôm nay ngày 4 tháng 9 cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa đến 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa to vào chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 4 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, chủ yếu tập trung vào sáng với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Hà Nội hôm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế, trong ngày mưa xảy ra bất chợt, đan xen những khoảng nắng vẫn khá oi nóng. Riêng khu vực Đà Nẵng đến Phan Thiết, từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-36 độ C, về chiều tối một vài nơi có mưa dông. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo chuyển mưa dông sau 13 giờ, lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Mưa dông trên khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu ước khoảng 36,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1%, nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9%. Như vậy, giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản 8 tháng trên 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 94,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt gần 9,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 26,4% thị phần. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,8% thị phần. Tiếp theo là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo cả nước hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 gói 6.600 tỷ đồng trong tháng 8. Nhưng đến nay, nhiều tỉnh vẫn chưa hoàn thành dù ngân sách trung ương đã tạm ứng 70%. Đến hết ngày 31 tháng 8 đã có hơn 3 triệu người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, đạt hơn 87% kế hoạch. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành giải ngân 100% số tiền hỗ trợ tiếp nhận. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động so với số thẩm định dưới 80% là Hải Phòng, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với những thách thức về thiếu hụt lao động tại một số ngành nghề trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay đã và đang đặt ra vấn đề về tầm nhìn và chiến lược trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao, cải thiện chất lượng nguồn lao động. Và để nâng cao chất lượng nguồn lao động, không gì khác là phải thông qua giáo dục nghề nghiệp. Một trong những trụ cột tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo chính là các doanh nghiệp, những đơn vị sử dụng lao động. Sau hơn 35 năm đổi mới, thị trường lao động Việt Nam đã có những bước tiến dài đáng kể trên con đường phát triển, đổi mới và hội nhập. Nguồn cung lao động cho thị trường lao động không ngừng gia tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ vẫn còn thấp, chiếm 26,2%. Đây là một thách thức không nhỏ của nước ta. Vì vậy, việc cải thiện thị trường lao động đòi hỏi nhiều giải pháp. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị sử dụng lao động, mà còn phải giữ vai trò cải thiện chất lượng lao động. Các chuyên gia quốc tế thậm chí còn đề xuất luật hóa vai trò này. Luật việc làm cần đưa ra được hướng dẫn đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy tạo việc làm, bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kỹ năng được quy định trong luật cũng như quyền và trách nhiệm của người tìm việc. Đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường chất lượng của giáo dục đào tạo để phục vụ cho nhu cầu việc làm cũng như tương lai của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng nên đóng vai trò linh hoạt hơn trong vấn đề này để giúp Việt Nam đạt được tham vọng. Trong mô hình tăng trưởng mới, quy mô thị trường lao động đến năm 2025 là khoảng 60 triệu người. Trong đó, hơn 70% làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ sẽ là thị trường lao động theo hướng hiện đại với nhiều ngành nghề mới, nhiều phân lớp thị trường nhân lực, đòi hỏi những tiêu chuẩn lao động mới, kỹ năng mới. Để phát triển thị trường lao động đúng hướng, bền vững, xây dựng lực lượng lao động vàng cho tương lai, các chuyên gia đã chỉ rõ phải tăng cường hiệu quả hợp tác doanh nghiệp, nhà trường. Và VCI cũng đề xuất xem xét áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, đó là mô hình giáo dục nghề nghiệp do ngành dẫn dắt, tiếng Anh gọi là Industry Lab. Theo đó thì việc xác định các kỹ năng, cập nhật các kỹ năng mới, rồi thiết kế chương trình đào tạo cho học viên của một ngành nhất định được thực hiện với sự tham gia của chính các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong ngành đó, thông qua Hội đồng Tư vấn Kỹ năng Nghề. Đây là cơ chế phối hợp ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp.
Kinh nghiệm cho thấy rằng hợp tác được thể chế hóa giữa chính phủ, nhà tuyển dụng lao động và các trường đào tạo sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Hợp tác giữa các doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành, trong đó có VCCI, các cơ quan chính phủ là điều cần thiết để có thể xây dựng chính sách chuẩn mực, giúp các công ty có thể huấn luyện, đào tạo tại chỗ và nâng cao chất lượng người lao động. Để cải thiện chất lượng lao động, các doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy, sử dụng nguồn nhân lực giá rẻ, chủ động tham gia đào tạo nghề cùng với các cơ sở đào tạo cho sinh viên, học sinh, tích cực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, thực hiện trách nhiệm xã hội với người lao động nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thưa quý vị, làng nghề nước mắm Nam Ô tại Đà Nẵng được hình thành từ đầu thế kỷ 20. Người dân địa phương rất tự hào về thứ đặc sản này bởi đây chính là sản phẩm từng được chọn để tiến vua. Trải qua hàng trăm năm với bao thăng trầm, người dân làng chài vẫn gìn giữ và lưu truyền những kinh nghiệm, bí quyết để làm nên những giọt nước mắm mang vị ngọt tự nhiên, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Gia đình bà Phan Thị Ngọc Bích đã có 4 đời làm nghề nước mắm truyền thống với hàng trăm năm tuổi. Để có được những giọt nước mắm thơm ngon, tinh túy, thì công thức chế biến là yếu tố quyết định nên gia đình bà Bích luôn nỗ lực giữ gìn và phát huy. Mắm Nam Ô được chế biến từ cá cơm than, cá muối, ủ trong lu mới bảo đảm được nước mắm tinh chất, thơm đậm. Một lu thường chứa được 200-300 kg cá. Sau 12-18 tháng, cá ủ đủ độ chín sẽ thu được khoảng 200 lít nước mắm loại 1. Cứ theo cái nghề ông cha mình để lại đó, mà nghề truyền thống đó, nên chỉ có muối với cá là ra nước mắm thôi, chứ không có được pha chế hoặc là như thế nào thì gia đình không có biết cái điều đó. Hiện cả làng Nam Ô có hơn 50 hộ vẫn giữ gìn và phát huy được nghề làm nước mắm truyền thống. Trong số đó, nước mắm Hương Làng Cổ của gia đình anh Bùi Thanh Phú là hộ tiên phong trong việc đầu tư thiết bị công nghệ mới trong sản xuất nước mắm truyền thống, cũng như nỗ lực quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Khi tham gia cái này, chúng tôi thấy tự hào và khẳng định được cái thương hiệu của mình đối với khách hàng, và khách hàng ngày càng yêu mến và chúng tôi cũng mở rộng ra được rất là nhiều. Hiện nay, Hội Làng Nghề Truyền Thống Nước Mắm Nam Ô đã được thành lập và được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận và cấp giấy chứng nhận nhãn mác tập thể cho Hội Làng Nghề. Điều này khiến người dân địa phương luôn tự hào và không ngừng nỗ lực gìn giữ làng nghề nước mắm truyền thống có riêng của Đà Nẵng.